Các bạn thân mến, hôm nay giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp BYC diễn ra chặng thứ 6 từ Đà Lạt đi thành phố Phan Rang với cự ly 130 km. Đây là chặng đua then chốt quyết định chiếc áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi của giải. Ngọn đèo Vĩnh Hy 1, 2 và 3 chính là mục tiêu mà các ekip xe đạp chinh phục để giành danh hiệu chiếc áo chấm đỏ. Sau khi để tuyển Thái Lan làm mưa làm gió trong những chặng vừa qua, thì ở chặng đua này, những tính toán chiến thuật của các đội đua xe đạp Việt Nam đã phát huy tác dụng. Đây là chặng đua mà Nguyễn Thị Thu Mai của tập đoàn Lộc Trời và Bùi Thị Quỳnh của tuyển BYC Bình Dương chính là hai ngôi sao sáng nhất. Ngọn đèo Vĩnh Hy với độ dài 21 km đã được hai courer của Việt Nam chinh phục một cách đầy thuyết phục. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Mai hai lần về nhất ở ngọn đèo Vĩnh Hy 1 và 2, còn Bùi Thị Quỳnh cũng cán đích đầu tiên ở đèo Vĩnh Hy 3. Với việc có được những kết quả tốt ở ngọn đèo Vĩnh Hy, courer Nguyễn Thị Thu Mai cũng đã chính thức sở hữu chiếc áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi mùa giải năm nay, khi hơn Somrat của Thái Lan 15 điểm. Trong khi đó, với cá nhân Bùi Thị Quỳnh của tuyển BYC Bình Dương, không chỉ hai lần về đầu ở các sprint của chặng, mà courer này cũng xuất sắc về nhất chặng 6, qua đó tạm thời chiếm lấy chiếc áo xanh từ tay courer Zutatip của tuyển Thái Lan. Chiến thuật của đội thì xuất phát ra thì chị em sẽ tấn công và ai đi ở trên được thì là ăn những thứ hạng cao của tranh chấp điểm áo đỏ. Đội em Bình Dương, Kazakhstan và Mã Lai đã cùng nhau kéo giãn xa với top thứ hai áo đỏ của Thái Lan. Cảm xúc của em là rất là vui khi mình mặc được chiếc áo chấm đỏ của cuộc đua BYC Cup năm nay. Như vậy, ngoài chiếc áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi chính thức thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai của tập đoàn Lộc Trời, thì cuộc chiến tranh chấp chiếc áo xanh nữ hoàng nước rút cũng như áo vàng của mùa giải năm nay vẫn còn đang rất gay cấn. Liệu các cú rơ Việt Nam có tiếp tục tạo nên bất ngờ hay tuyển Thái Lan sẽ lấy lại vị thế của mình? Chúng ta hãy cùng chờ xem diễn biến ở chặng đua này vào ngày mai từ thành phố Phan Rang đi Phan Thiết.